Cả nhà mình tiếp tục về câu chuyện về hỏi sản phẩm đi ạ. Các thủ Tôi lĩnh nhà Thanh Huyền ạ. mình mời Thánh Nguyên. Dạ, em xin chào tất cả các thủ lĩnh ở trên Zoom. Em chào chủ Zoom xinh đẹp ngày hôm nay nha. Em chào thủ lĩnh Lê Trang. Dạ. Thì em có một người bạn thân á, mà mẹ bạn ấy bị u u xương sọ, với lại em gái của bạn ấy là bị u nang á. Thì em xin hỏi là những ai đã sử dụng sản phẩm mà hỗ trợ về về u thì tư vấn dùng cho bạn ấy với ạ. Thì em đang đang quay lại để cho bạn ấy xem nhé. Thanh Nguyên ơi, cho chị hỏi một tí nhé. Thanh Luyện. Dạ đúng, dạ Thanh Luyện ạ. Em vào được mấy tháng rồi? Dạ em mới vào cũng gần được 1 tháng ạ. Rồi, ok. Em hỏi về vấn đề u, nói chung là u nang với u á. U chị lần đầu thì chị cũng nhớ rồi. Tên Dạ tuổi nữa. mẹ bạn ấy thì bị u xương sọ ạ. U xương sọ ạ. U xương sò. Dạ. Rồi, ok. Lê Trang xin mời cả nhà mình, các thủ lĩnh nhà mình có kết quả về cải thiện vấn đề về ung thư thì xin mời chia sẻ lên đấy ạ. Ở dùng chúng Ôi. ta. Rồi, xin mời chị thủ lĩnh xinh đẹp Nguyễn Tĩnh. Thấy thủ lĩnh Xin xinh đẹp Nguyễn chào Tĩnh là ạ, thấy chủ Zoom sáng Lê cả bầu Trang xinh trời đẹp. luôn. Xin chào tất cả các thủ lĩnh trong Zoom. Em thì xin hỗ trợ cho bạn Thanh Đường một chút. Thứ nhất là các bệnh ung thư hay là các bệnh u ấy thì là phải kết hợp với ti và mình phải đi kiểm tra thực tế kết quả. Nếu mà bác sĩ chỉ định mổ thì mình có thể xem xét, còn nếu bác sĩ chỉ định là mình cứ theo dõi nếu mà cái u đó nó có lan tỏa hay không. Còn đối với siêu đi của mình ấy thì là nó là dòng thiên nhiên, có tác dụng là phục hồi sức khỏe và tăng đề kháng. Ví dụ như là trong đội ngũ của em có một chị cũng là bị u vú. Em thì em không buôn không bán, nhưng mà em có chia sẻ cho chị là bây giờ chị có bệnh thì chị phải vái tứ phương. Chị đi kiểm tra thì bác sĩ bảo cứ theo dõi, nếu sau này mà cái u này nó lan tỏa nó to ra thì em phải chỉ định mổ. Thì em có đưa chị vào Zoom và chị tìm hiểu Zoom và tìm hiểu cái sản phẩm ở đây. Và chị dùng ở đây là gần 1 năm rồi. Đấy, ngay ngày hôm qua là chị có chia sẻ với em là tình ơi chị cảm ơn em rất là nhiều. Vì là hỗ trợ cho chị, giúp đỡ cho chị là có cái sức khỏe siêu đi. Và bây giờ là những người bạn của chị đi tập thể dục thể thao là chị cứ kể câu chuyện. Và thế thì chị bây giờ chị tập trung vào giúp đỡ mọi người đi. Thì chị bắt đầu là ngày hôm nay bắt đầu quyết tâm giúp đỡ. Nhưng mà vì là cái bệnh của chị là nó có kết quả nó hơi lâu, gần 1 năm trời. Đấy, ngày nào, tháng nào chị cũng phải dùng siêu đi. Nhưng mà chị không chia sẻ cho ai hết, chị chờ cái kết quả của chị ý. Đó, thế nên là bạn Thanh Luyện là cứ tư vấn giúp họ. Thứ nhất là em biết đến một cái môi trường này. Thứ nhất là giúp đỡ cho chị. Đó, còn chị cứ kết hợp, nếu mà bác sĩ chỉ định là kết hợp với ti thì chị cứ kết hợp ti với cả siêu đi. Khi mà cái kết quả của chị đạt được ok thì bắt đầu là mình có thể cai ti đi. Còn bây giờ vẫn phụ thuộc vào hai thứ. Đấy, cũng như kể cả tất cả các vấn đề bệnh lý nghiêm trọng đều phải như vậy. Chứ còn nếu mà mình phụ thuộc vào chỉ uống CBD thôi thì mình không thể là thần thánh CBD được. Thì thứ nhất là CBD của mình nó giúp cho cơ thể của mình nó khỏe, nó nâng cao cái thể trạng và áp đi các vấn đề bệnh tật. Đấy, nhà mình nên hiểu một cái đấy để rõ ràng để khi mà mình tư vấn cho khách. Đấy, và tốt nhất là theo như Nguyễn Tĩnh này, Thanh Luyện cứ đưa khách hàng qua đây để họ vừa dùng và họ trao đổi với con người sử dụng ở đây. Đấy, ở đây là mình tin từ cấp độ con người sử dụng chứ không phải là mình tin từ cấp độ là quảng cáo. Đấy, thế nên là Thanh Luyện cứ giúp đỡ họ nhiệt tình đi và bảo họ là cứ dùng đi, bao nhiêu nghìn con người đây dùng rồi và họ cũng đã có cái kết quả rồi thì cứ dùng đi. Mà đặc biệt cái sản phẩm đây nó cũng không phải đắt đỏ gì, nó giá rất là phù hợp. Nó có các cái dòng thanh lọc cân bằng và dinh dưỡng rồi. Thì mình cứ uống thanh lọc và uống cái phần dinh dưỡng nữa đi để cho cơ thể mình khỏe. Biết đâu là người ta có cái kết quả may mắn ở đây. Và rất nhiều người Nguyễn Tĩnh cũng chia sẻ họ đã có kết quả may mắn ở đây rồi. Thế nên là Thanh Luyện cứ cho đi và giúp đỡ họ. Còn họ đón nhận đó là cái phúc của họ. Còn nếu họ không đón nhận thì mình cũng vui vẻ và hoan hỉ thôi. Đấy là cái điều mình cho đi mà. Đó. Em xin cảm ơn cả nhà đã cho em chia sẻ. Xin cảm ơn thủ lĩnh Lê Trang nhé. Rồi, Cảm ơn ok, xin em cảm ơn và anh chị. chị Nguyễn Tĩnh xinh đẹp nhé. Đó, bác sĩ Nguyễn Tĩnh đã chia sẻ rất là cụ thể và sâu sắc về cái vấn đề mà
sử dụng sản phẩm để hỗ trợ ung thư đấy, thì Thanh Luyện chỉ tin chắc chắn rằng Thanh Luyện ấy, với Thanh Luyện ấy, thì sẽ lên được cái chương trình cho bạn đúng không? Đấy là chẳng qua là Thanh Luyện hỏi thì có những cái ý kiến cụ thể hơn, cho còn bản thân Thanh Luyện là cái chắc chắn là sẽ lên được chương trình cho bạn, và đồng thời là nhắn nhủ bạn đang là vào Zoom để nghe những cái câu chuyện sử dụng sản phẩm thực tế đó, và tìm hiểu sản phẩm sử dụng để đặt niềm tin. Ở đây quan trọng là niềm tin, mình có niềm tin vào sản phẩm thì mình sẽ sử dụng sản phẩm rất là hiệu quả đó. Cả nhà mình có chia sẻ nào đúng không ạ? Tôi Trần Thị ạ. Rồi mời quốc tế Trần Thủy nha, thủ lĩnh Vâng. quốc tế Trần Thủy nha. Em xin chào Thủ lĩnh Lê Trang, chào cả nhà mình. Chúc buổi cả nhà mình buổi sáng tràn đầy năng lượng. Em thì cũng có một người bạn là cũng dùng sản phẩm để hỗ trợ về u tuyến giáp ạ. Thì bạn ấy cùng đến đây là cũng được 4 đến 5 tháng rồi. Trước đây bạn ấy chưa dùng thì bạn ấy cơ thể bạn ấy rất là mỏi mệt, da rẻ thì xanh xao. Và bạn ấy có nói là bạn ấy thở ra cái hơi rất là hôi. Thế nhưng mà từ khi bạn ấy dùng sản phẩm để hỗ trợ cho tuyến giáp của mình thì bây giờ bạn ấy có một cái sức khỏe rất là tốt. Bạn ấy làm việc bạn ấy nói là không hề bị mệt mỏi. Và trước đây thì làm việc là luôn luôn cảm thấy mệt, không muốn làm gì hết. Đó, hay chóng mặt, hay bị tay tiếc là hay bị tê nữa. Nhưng mà bây giờ sử dụng sản phẩm để hỗ trợ tuyến giáp của mình thì bạn ấy đã cảm thấy khỏe hơn. Và cái phần hôi miệng của bạn ấy cũng đã không còn thấy hôi miệng nữa. Da rẻ bây giờ rất là hồng hào. Thì bạn ấy cũng có muốn là đi kiểm tra xem như nào nhưng mà bạn ấy cũng chưa có thời gian bởi vì cũng do dịch Covid ạ. Cho nên là nếu trong sản phẩm chúng ta thì nó thực ra nói là không phải là chữa bệnh thì nhưng mà nó dùng kết hợp ba cái yếu tố đó là thanh lọc năng lượng cân bằng, thì khi mình dùng vào cơ thể bổ sung các vi chất và mình dùng các cái thành phần là thanh lọc làm sạch cơ thể mình đi thì những cái độc tố mọi trong cơ thể mình nó sẽ tự 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 đẩy ra. Đó thì là cơ thể mình sẽ được khỏe mạnh dần dần. Bởi vì con người ta mà bị vấn đề về các u cũng là do các độc tố tích tụ lâu ngày, dần dần là nó gây lên thành các cái mụn nhọt thành u đó, nên là bây giờ chúng ta cứ dùng thanh lọc và bổ sung năng lượng và hệ cân bằng thì chúng ta sẽ tự tự khỏi lành dần các vết thương và sẽ tự cho mình cái sức khỏe tốt. Và người bạn em hiện giờ đã thấy rất là khỏe rồi và bạn ấy cũng rất là yêu sản phẩm, cũng đang muốn đi lan tỏa cho rất là nhiều người. Vì vậy là như bạn ban nãy mà chị ban nãy mà bị như vậy thì cứ tin tưởng dùng sản phẩm bên mình thì em nghĩ có kết quả rất tốt ạ. Dạ vâng, em xin chia sẻ như vậy, em xin hết. Dạ vâng, em xin cảm ơn thủ lĩnh Thanh Thủy ạ, đã chia sẻ cho em ạ. Rồi, ok. Xin cảm ơn thủ lĩnh Thanh Thủy nhé. Thanh Luyện đã hài lòng về những cái chia sẻ của các thủ lĩnh chưa ạ? Dạ vâng, em rất là cảm ơn sự những cái chia sẻ rất là ý nghĩa của các thủ lĩnh ạ. Thì em sẽ tư vấn và chia sẻ và lan tỏa đến đến cho bạn đấy. Dạ, em cảm ơn thủ lĩnh Lê Trang đã cho em chia sẻ ạ. Rồi, ok, cảm ơn Thanh Luyện đã có những câu hỏi nhá, để cho mọi người cùng đâu đó có nhiều người còn thắc mắc mà chưa dám đặt câu hỏi ấy. Và Thanh Luyện có điều kiện thì mời bạn vào Zoom nhé, vào Zoom để chúng ta yêu sản phẩm và dùng sản phẩm một cách hiệu quả hơn. Thôi kiểu sao Rồi, mời kia xóa. chào tất cả các thủ lĩnh trong Zoom ạ, chào tất cả nhà một buổi sáng năng lượng đỉnh cao ạ. Em cũng xin góp một câu chuyện về cái ung thư đấy ạ. Thế này, em có một người bạn thì cũng bị ung thư phổi và em cũng cho dùng 3 tháng là có kết quả rất là tuyệt vời. Thứ nhất là khi bạn ấy ung thư thì phát hiện ra thì cũng là giai đoạn cuối rồi, cũng phải đi xạ trị nhưng mà vì sức khỏe rất là kém nên là không có đủ điều kiện để mà đi xạ trị. Thì bạn ấy đã bác sĩ ở bệnh viện đã cho về, tức là về bảo 1 2 tháng nữa khi dùng thuốc ổn định đã thì mới quay xuống để xạ trị. Và lúc đấy thì thực ra là học cùng lớp nên là chúng em lên thăm. Đấy, lên thăm bạn ấy thì biết là bạn rất là yếu và cái ung thư phổi thì nó liên quan đến tức là cái đường thở ấy, tức là khi nói ra và khi bạn ấy ho có nghĩa là khi nói một câu chuyện với mình không được khoảng 5 phút đâu. Có nghĩa là cứ nói một câu là bạn ấy ngừng, bạn ấy nghỉ. Thì lúc đấy thì thực ra là sản phẩm CBD thì em cũng mới biết đến cũng không lâu.
nhưng mà vì mình vì mình có cái tâm ấy, vì mình muốn lan tỏa cho bạn đấy, và lúc đấy là mình cũng cũng thả sách vở ấy các thứ cho bạn ấy xem, bởi vì thực ra là bạn ấy cũng cùng đồng nghiệp cùng làm trong ngành điều dưỡng. Thế là em cho bạn ấy xem thì bạn ấy cũng rất may là bạn ấy cũng tin, thì cũng bảo là thôi bạn cứ sử dụng sản phẩm đi, tầm độ khoảng 3 tháng là sẽ có kết quả, và đồng thời là cũng theo dõi bạn ấy từng ngày một, từ khi mà bạn ấy nói không ra được hơi, sau trong vòng 3 tháng thì là bạn ấy đã nói tức là khoảng nửa tiếng buôn chuyện với mình, rất là thoải mái, và lúc đấy là bạn ấy đã có đủ điều kiện để bạn ấy đi xạ trị. Thực ra là cái sản phẩm của mình ấy, thì nó không phải để làm hết ung thư, nên là mọi người cũng 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 lưu ý là như vậy, nhưng khi dùng cái sản phẩm của mình hỗ trợ ấy, thì nó rất là tốt trong cái quá trình điều trị, kể cả những bệnh nhân mà ở viện ấy, thì nhiều khi là người quen người nhà mà gặp đi thì là em cũng cũng giúp cho họ, nhất là cùng với kết hợp cùng với thuốc tây, nếu như mà khi mà trong cái thời gian mà bệnh nặng ấy, họ kết hợp cùng với thuốc tây thì cho kết quả rất là tuyệt vời. Thì và đến bây giờ bạn ấy cũng vẫn đang rất là khỏe mạnh, thì em cũng chỉ muốn là chia sẻ cái kết quả, bởi vì cái hồi đấy là mình khi mà có cái kết quả về khối u đấy thì bản thân em là cũng có động lực rất là nhiều để mà lan tỏa cái sản phẩm CBD của mình, thì mình thấy là mình lan tỏa cái sản phẩm đấy đến cho những người thì thấy nó vô cùng ý nghĩa, các bạn ấy cũng có sức khỏe, các bạn ấy cũng hạnh phúc, bởi vì mình khỏe mạnh ngày nào thì là mình cũng giúp đỡ được cho mọi người, và cũng đang muốn bạn ấy lan tỏa cái giá trị sản phẩm đấy đến cho cộng đồng những người cùng bị giống như bạn, để cho các để mọi người cùng khỏe mạnh. Em xin cảm ơn ạ. Em xin Cảm ơn chia sẻ rất là tuyệt vời của Kiều Xóa nhé. Bởi vì sao? Bởi bằng cái tình yêu thương, đó, tình yêu thương và cho đi, thì Kiều Xóa đã giúp người bạn của mình có lại được sức khỏe, đúng không ạ? Và với một cái tấm giúp đỡ, biết ơn Kiều Xóa đã chia sẻ cái câu chuyện của mình rất là nhiều nhá.